phương pháp khám vận động để khám vận động của các chi thể của bệnh nhân, nhất là tứ chi, ta có thể tiến hành thành 3 bước lần lượt như sau. Trước hết, ta yêu cầu bệnh nhân vận động chủ động các khúc chi của cơ thể, giơ tay trái, giơ tay phải, gấp chân trái, duỗi ra, gấp chân phải, duỗi ra. Trong trường hợp bệnh nhân không làm được các cái động tác co duỗi các chi và các khúc chi thì ta có thể tiến hành kiểm tra sang bước thứ hai là khám các biện pháp khám sức cơ. Ta có các biện pháp khám sức cơ sau. Ở chi trên thì ta có biện pháp Barre. Khi kiểm tra biện pháp Barre, ta yêu cầu bệnh nhân giơ tay về phía trước, giơ tay và giữ nguyên tư thế. Trong trường hợp chi của bệnh nhân bị yếu, khi nào bị yếu thì chi sẽ từ từ rơi xuống trước tay phải. Trong trường hợp này tay trái giống như lần trước ta nói là Barre dương tính ở tay trái. Ở chi trên ta còn nghiệm pháp nữa là nghiệm pháp Reimister. Khi kiểm tra nghiệm pháp Reimister, bệnh nhân được tư thế nằm ngửa, cẳng tay dựng đứng vuông góc với thành giường. Dương tính, cẳng tay dựng vuông góc thành giường và giữ nguyên tư thế. Nếu bên nào sức cơ kém thì yếu thì tay bên đó sẽ từ từ sẽ đổ vào bụng bệnh nhân, thì ta gọi là Reimister dương tính. Trong trường hợp này Reimister dương tính ở tay phải. Nghiệm pháp khám sức cơ ở chi dưới ta có hai nghiệm pháp. Nghiệm pháp thứ nhất là nghiệm pháp Mancini. Khi kiểm tra nghiệm pháp Mancini, tư thế bệnh nhân cũng nằm ngửa, đùi bệnh nhân đặt vuông góc với cẳng chân và cẳng chân bệnh nhân đặt vuông góc với đùi ở cả hai chân. Sau đó ta yêu cầu bệnh nhân giữ nguyên tư thế trong vòng vài ba phút. Thông thường nếu bên nào sức cơ yếu hơn thì chân bên đó từ từ sẽ rơi xuống trước. Trong trường hợp này ở bệnh nhân là chân trái bệnh nhân sức cơ yếu rơi xuống trước, cho nên ta nói là nghiệm pháp Mancini dương tính ở bên trái, có nghĩa là chân bên trái bệnh nhân yếu hơn chân bên phải. Để khám sức cơ ở chi dưới ta cũng có nghiệm pháp Barre chi dưới. Để khám Barre chi dưới ta yêu cầu bệnh nhân nằm sấp, sau đó ta yêu cầu bệnh nhân đặt cẳng chân vuông góc với đùi hay là vuông góc với mặt giường và yêu cầu bệnh nhân giữ nguyên tư thế. Trong khi giữ nguyên tư thế, nếu chân bên nào yếu hơn thì chân bên đó sẽ từ từ rơi xuống trước, và trong trường hợp này chân bên trái của bệnh nhân rơi xuống trước, ta nói rằng nghiệm pháp Barre dương tính ở chân trái, và có nghĩa là chân trái của bệnh nhân yếu hơn so với chân phải. Nếu như trong khi khám sức cơ các vận động chủ động bệnh nhân đều thực hiện tốt, các nghiệm pháp khám sức cơ ta thấy không rõ rệt thì ta tiến hành khám bước thứ ba là yêu cầu bệnh nhân vận động chủ động chống lại sức cản do thầy thuốc gây ra. Cách khám là ta cho bệnh nhân khép, dạng, gấp, duỗi các chi cụ thể là tay và chân. Ta thao tác như sau: khép chặt tay, khép chặt không cho, dạng mạnh tay không cho, gấp cả tay không cho kéo ra. Và ta khám lần lượt giữa hai bên cơ thể, không cho kéo ra. Cái này gấp mạnh không cho kéo ra. Tương tự như vậy, bàn tay gấp mạnh, rồi không có bẻ nữa. Tương tự như vậy, cái này để khám sức cơ của các ngón tay, ta có thể vận dụng các cái phương pháp khám sau. Thứ nhất là cho bệnh nhân, yêu cầu bệnh nhân cong tay,
và gấp mạnh các ngón tay, đặt trên ngón tay thầy thuốc, ta kiểm tra sức cơ các ngón tay của bệnh nhân. Tương tự như vậy ở tay bên đối diện. Hoặc là ta còn cách khám nữa là biện pháp gọt kìm tay, yêu cầu bệnh nhân thực hiện các động tác đối chiếu. Yêu cầu bệnh nhân thực hiện các động tác đối chiếu và giữ nguyên này. Ta tìm khách phá cổng kìm được bệnh nhân. Tương tự như vậy ở bên kia. Và lần lượt của các ngón, khám như vậy ta sẽ biết sức cơ của các ngón tay của bệnh nhân như thế nào. Ở chi dưới ta cũng yêu cầu cho bệnh nhân khép chặt chân, khép mạnh và ta tìm cách giảm chân, gấp chân sát một bên, không cho kéo ra. Sau đó cẳng chân gấp sát vào đùi, không cho kéo ra, phải hết sức thực hiện. Dưới là không cho gì, dưới thẳng cho nên sức cơ hai bên, các phần chân của mình mạnh lần lượt hai bên, dưới thẳng phần chân. Khám sức cơ bằng phương pháp yêu cầu bệnh nhân co cơ chủ động chống lại sức cản cho thầy thuốc, do thầy thuốc gây ra, thì thường phát hiện các cái biểu hiện kín đáo ở trên bệnh nhân và phát hiện các cái triệu chứng liệt rõ hơn.